Thưa quý vị, những ngày gần đây thì các bạn trẻ ở miền Tây hay truyền tai nhau là tại tỉnh Sóc Trăng có một nơi lãng mạn giống như trong phim Hàn Quốc. Nơi đây không chỉ có mây xanh nước biếc mà còn làm xao xuyến biết bao nhiêu người khi được phủ hồng bởi một loài hoa đẹp mắt. Vâng, và con đường hoa càng hồng này nằm trên đoạn đường nối từ quốc lộ 1 vào trung tâm hành chính huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Khôn Nguyên và Đào Duy tin chắc rằng nếu quý vị khán giả có dịp đến đây vào khoảng thời gian này thì sẽ bị nao lòng bởi vẻ đẹp của loài hoa này đấy. Và bây giờ thì hãy tận hưởng một chút không khí cuối mùa xuân với con đường tuyệt đẹp này quý vị nhé. Càng hồng độc đáo này tọa lạc trên đoạn đường nối từ quốc lộ 1 vào trung tâm hành chính huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Hiện nay có khoảng 160 cây càng hồng được trồng thành hai hàng đang nở hoa khoe sắc rất đẹp. Trong những ngày qua, đây cũng là địa điểm lý tưởng để nhiều bạn trẻ đến tham quan chụp ảnh. Nhiều bạn còn ví von sắc hồng của loài hoa này trông lãng mạn như trong các cảnh phim truyền hình Hàn Quốc. Con đường này đẹp hơn trong hình, mà nói chung là nhìn khung cảnh nó cũng thơ mộng lắm. Đúng là một nơi sống ảo tốt nhất dành cho các bạn. Hiện nay thì em với bạn chụp cùng chụp những bức ảnh rất là đẹp. Khi em nhìn lại thì những bức ảnh đó giống như là khung cảnh những hoa anh đào. Hoa càng hồng vốn có xuất xứ từ châu Mỹ, còn có tên gọi khác là hoa chuông hồng. Hoa có màu sắc tựa như hoa anh đào, thường nở vào tháng 2 và kéo dài cho đến tháng 6. Càng hồng gần giống hình chuông, mọc thành chùm từ 4 đến 7 bông. Thường khi cây ra hoa thì hầu hết lá đều rụng. Trên đầu mỗi cành chỉ còn lại những cụm hoa tím tím hồng hồng trông rất dễ thương. Loài hoa này chỉ nở khoảng từ 3 đến 4 ngày rồi rơi rụng, khiến cho mặt đất tràn ngập cánh hoa, trông như những tấm thảm hồng. Tại Sóc Trăng, hàng cây càng hồng được trồng cách đây nhiều năm trước. Khoảng 2 năm gần đây, hoa càng hồng bung nở khoe sắc giữa cái nắng chói chang của miền Tây, khiến nhiều bạn trẻ trong và ngoài tỉnh tìm đến rất đông để chiêm ngưỡng, chụp ảnh kỷ niệm. Cảm thấy rất là chán ngợp với cái nguyên cái hai con đường qua này, dạ. Rất là đẹp. Dạ. Cảm thấy mình thích thú, thậm chí mình cũng muốn lại đây chụp mỗi ngày. Ở trên thành phố của mình là muốn kiếm được một cái con đường như là cái khung cảnh đẹp như thế này thì rất là khó, hầu như là không có luôn, cho nên là cũng tranh thủ lúc mà dịp mùa hoa càng tới thì tranh thủ lại đây chụp hình. Em đến đây thì tất cả mọi thứ nó nằm ngoài sự tưởng tượng của em. Cái đường hoa quá đẹp và khi mà gió xuống thì hoa nó rơi xuống á, thì khung cảnh nó rất là lãng mạn, đẹp hơn trong hình rất là nhiều. Đến đây nhiều bạn trẻ thích thú vừa chụp ảnh tự sướng với hoa, một số khác lại thuê thêm nhiếp ảnh chuyên nghiệp để lưu giữ khoảnh khắc đẹp. Con đường càng trở nên thơ mộng hơn khi từng cơn gió bất chợt lùa qua khiến những bông hoa rơi rụng đẹp mắt. Tại con đường càng hồng này, mỗi ngày có hàng trăm lượt khách đến tham quan chụp ảnh. Theo nhiều du khách tham quan, những ngày qua tình hình dịch bệnh căng thẳng nên cũng chẳng dám đi du lịch xa xôi. Quẩn quanh mãi trong nhà rất buồn, biết được càng hồng nở rộ nên cũng đi ra chụp ảnh để dịu bớt căng thẳng, lo lắng giữa mùa dịch.